Thầy chào các em. Hôm nay ta bước sang cái chủ đề 6. Biến trở. Bài tập vận dụng định luật ôm và công thức tính điện trở của dây dẫn. Thì trong cái chủ đề này thì ta sẽ nói đến một cái thiết bị có nhiều ứng dụng trong thực tế. Đó là biến trở. Và phần thứ hai là ta sẽ thực hiện cái tiết luyện tập về vận dụng định luật ôm và công thức điện trở của dây dẫn. Thì trước khi ta bước vào nội dung của chủ đề 6, thì ta sẽ ôn lại một số nội dung kiến thức cũ. Có 3 câu hỏi. Câu thứ nhất, từ định luật ôm để thay đổi cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn, ta có những cách làm nào? Và câu 2, điện trở dây dẫn phụ thuộc vào những yếu tố nào? Phụ thuộc như thế nào? Viết công thức. Và ở câu 3, từ công thức trên, theo em, có những cách nào để làm thay đổi điện trở của dây dẫn? Cái phần trả lời, ở câu thứ nhất thì ta thấy, theo định luật ôm, ta có Y bằng U chia R. Như vậy, khi em quan sát theo cái bên phải, có hai đại lượng đó là U và R. Như vậy, tương ứng sẽ có hai cách làm thay đổi cường độ dòng điện qua dây dẫn. Cách thứ nhất là thay đổi thì điện thế U giữ nguyên điện trở R. Hoặc cách thứ hai là thay đổi điện trở R và giữ nguyên điện thế U. Và trong thực tế thì người ta sử dụng cách thứ hai. Câu số 2. Điện trở dây dẫn tỷ lệ thuận với chiều dài L của dây dẫn, tỷ lệ nghịch với tiết diện của dây và phụ thuộc vào vật liệu làm dây. Công thức R bằng rho L trên S. Và ở câu số 3 là từ công thức này thì có những cách nào để làm thay đổi điện trở của dây dẫn? Muốn thay đổi điện trở R của dây dẫn thì có hai cách. Cách thứ nhất là thay đổi chiều dài L của dây. Các em nhìn thấy. Đương nhiên là người ta không thể nào làm thay đổi chất liệu làm dây. Như vậy cách thứ nhất là giữ nguyên tiết diện và người ta thay đổi chiều dài của dây. Và cách thứ hai là ta giữ nguyên chiều dài và thay đổi tiết diện của dây. Thì trong hai cách làm này thì cách thứ nhất là người ta sử dụng nhiều vì nó dễ thực hiện. Thì nội dung của những câu hỏi này sẽ có liên quan đến cái chủ đề hôm nay em học. Thì em xem những trang ở trên cái màn hình. Thì ở đây này là những cái thiết bị điện ở nhà mình hay sử dụng. Đó là đèn, đèn bàn, cái gọi đèn bàn, tức là đèn để học. Và những loại đèn này có một cái ứng dụng này là người ta có thể điều chỉnh được độ sáng của đèn. Và trong cái đèn này có một cái dụng cụ mà người ta gọi là biến trở. Như vậy, biến trở là một cái thiết bị được sử dụng rộng rãi trong các thiết bị điện ở gia đình. Nó có thể làm cho một bóng đèn từ từ sáng dần lên hoặc tối đi. Và cũng nhờ biến trở mà người ta có thể điều chỉnh được âm thanh của radio, của TV. Vậy giờ ta xem đến phần cấu tạo và hoạt động của biến trở. Em quan sát các ảnh chụp. Như vậy có 3 loại biến trở là biến trở con chạy, biến trở tay quay và biến trở thang. Đối với biến trở con chạy thì về mặt cấu tạo nó gồm có một cái cuộn dây được quấn nhiều vòng sát nhau quanh một lõi xứ và hai đầu của cuộn dây này được nối với hai điểm A và B. Bộ phận thứ hai là một cái con chạy C. Nó có thể di chuyển, có thể trượt được trên cái thanh kim loại MM. Và cái con chạy C này nó luôn tì lên cái cuộn dây quấn biến trở.
Loại thứ hai là biến trở tay quay. Thì thay vì con chạy xe nó trượt thì người ta gọi là biến trở con chạy, thì ở đây người ta sử dụng cái núm xoay, cái tay quay để người ta quay quay cái tay quay xe. Đó. Rồi một loại nữa là loại biến trở thang. Trong thực tế thì cái loại biến trở thang thường sử dụng trong cái quạt điện hoặc là trong những cái thiết bị như là đèn đèn mà người ta điều chỉnh được cái độ sáng của nó. Bây giờ ta xem lại cái phần hoạt động. Như vậy biến trở con chạy nó hoạt động như thế nào? Ở câu C2 trong sách giáo khoa. Nếu ta mắc hai đầu AB của cuộn dây quấn biến trở nối tiếp vào mạch điện thì khi di chuyển con chạy C, biến trở có tác dụng là thay đổi điện trở không? Người ta nhìn cái phần sơ đồ này các em thấy cực dương ta nối vào điểm A ở đầu một cuộn dây, cực âm ta nối vào đầu B của cuộn dây quấn biến trở, con chạy C thì nó bị hở, nó không nối vào đâu hết. Như vậy khi ta cho dòng điện chạy qua thì dòng điện nó sẽ chạy qua những vòng dây nào? Em thấy vì cái đầu C này nó bị hở cho nên là dòng điện nó sẽ chạy từ đầu A của cuộn dây và chạy qua toàn bộ số vòng dây quấn đến đầu B. Và điều này rõ ràng là các con chạy C này nó mất tác dụng tại vì nó bị hở. Do đó khi ta di chuyển con chạy C thì ta sẽ không làm thay đổi được điện trở của cuộn dây. Ngay từ cái phần ta ôn bài thì hồi nãy thầy có nói muốn làm thay đổi điện trở thì người ta phải làm thay đổi chiều dài của dây. Nhưng mà rõ ràng ở cái sơ đồ này khi ta nối hai điểm A, B của cuộn dây vào nguồn điện và ta có di chuyển con chạy đi chăng nữa thì chiều dài của cuộn dây quấn này không thay đổi. Chiều dài cuộn dây quấn và dòng điện chạy qua không thay đổi. Vì thế điện trở của biến trở không thay đổi. Như vậy khi ta nối vào hai đầu A, B của cuộn dây thì ta sẽ không làm thay đổi được điện trở của biến trở. Bây giờ ta thay đổi thử xem một cách khác. Nếu bây giờ ta mắc vào hai điểm A và N, trong đó N nối với con chạy C, còn cái đầu B này là cái đầu của cuộn dây quấn biến trở này ta để hở. Như vậy khi ta mắc mạch điện vào hai điểm A và N thì điện trở của mạch điện có thay đổi hay không? Hay nói khác đi là khi di chuyển con chạy C thì điện trở của biến trở có thay đổi không? Thì các em nhìn kỹ cái sơ đồ ở cả hai hình. Khi ta nối vào điểm A và điểm N vào hai cực của nguồn điện thì dòng điện sẽ đi từ đầu A và nó sẽ đi qua một số vòng dây đến cái vị trí ở ngay cái điểm C, con chạy C này thì dòng điện sẽ đi qua con chạy và nó trở về cực âm. Thế tại sao dòng điện nó không đi qua được những cái vòng dây còn lại? Vì lúc này cái đầu B này bị hở thì dòng điện nó không đi qua được, cho nên là dòng điện nó phải đi theo mạch kín. Do đó nó chỉ đi qua một số vòng dây màu đỏ này thôi. Và nó trở về cực âm. Ở bên đây cũng thế. Và lúc này nếu ta di chuyển con chạy sang bên trái hoặc là sang bên phải thì số vòng dây có dòng điện chạy qua nó sẽ tăng lên hoặc là giảm đi. Nếu di chuyển con chạy C sang bên trái thì số vòng dây dòng điện chạy qua nó sẽ giảm đi và ngược lại. Như vậy chiều dài của cuộn dây có dòng điện chạy qua đã thay đổi. Vì thế khi ta di chuyển con chạy bằng cách mắc vào hai điểm A, N của biến trở thì ta đã làm thay đổi được điện trở của biến trở. Để xem cái phần giải thích. Khi di chuyển con chạy
hoặc tay quay sẽ làm thay đổi chiều dài phần cuộn dây có dòng điện chạy qua, do đó làm thay đổi điện trở biến trở và của mạch điện. Như vậy ta tóm tắt lại một số ý chính. Biến trở thì phần thứ nhất là cấu tạo, gồm một cuộn dây dẫn bằng hợp kim có điện trở sốt lớn và thường người ta làm bằng niken hoặc là micro. Và sợi dây này được quấn đều nhiều vòng quanh một lõi xứ. Bộ phận thứ hai là một con chạy xe có thể trượt trên thanh kim loại và luôn tiếp xúc với cuộn dây. Về hoạt động, khi di chuyển con chạy thì phần cuộn dây có dòng điện chạy qua có chiều dài thay đổi, từ đó điện trở của biến trở thay đổi. Và mục thứ ba, biến trở thì gồm có ba loại. Loại thứ nhất là biến trở con chạy, loại thứ hai biến trở tay quay, và loại thứ ba là biến trở than hoặc là chiết áp. Như vậy là ta đã đi qua cái phần cấu tạo cũng như là hoạt động của biến trở, cấu tạo cũng như là nguyên tắc làm thay đổi điện trở của biến trở. Trong sơ đồ mạch điện thì người ta sẽ vẽ biến trở theo những cái ký hiệu trong bốn hình sau đây. Và thường thì ta sẽ sử dụng cái hình A để ta vẽ biến trở trong một sơ đồ mạch điện. Thì các em chú ý, đầu A và đầu B là hai đầu của cuộn dây cuốn biến trở, và đầu C là tượng trưng cho cái con chạy C. Như vậy khi ta mắc, ta cho dòng điện bắt đầu đi vào đầu A và đi ra ở đầu C, thì dòng điện chỉ chạy qua cái phần AC của biến trở này, và dòng điện sẽ không đi qua phần CB vì cái phần CB này bị hở. Ở hình B cũng thế, dòng điện chạy qua phần AC là phần dây dẫn AC. Thì hoạt động thì kem dựa vào ký hiệu, và ta nhớ phần nào dòng điện đi qua thì người ta thường tô đậm cái phần đó. Như vậy cái phần AC là phần dòng điện đi qua. Như vậy từ cách ký hiệu này thì ta có thể hiểu được là gì? Là khi ta kéo con chạy C về phía B, dịch chuyển con chạy C về phía B, thì cái phần AC này nó tăng lên. Và phần AC nó tăng lên tức là điện trở tăng. Và ngược lại, ta đẩy con chạy C về phía A thì cái phần AC nó giảm, tức là điện trở của biến trở giảm. Như vậy khi ta dịch chuyển con chạy thì ta đã làm thay đổi chiều dài phần cuộn dây có dòng điện chạy qua, và do đó làm thay đổi điện trở của biến trở. Nhưng người ta sử dụng biến trở để điều chỉnh cường độ dòng điện như thế này. Điều chỉnh ở đây có nghĩa là người ta muốn làm thay đổi cường độ dòng điện thì người ta mắc biến trở như thế này. Trước hết thì ta xem đây là một cái sơ đồ mạch điện có biến trở, và trong cái sơ đồ này thì ta chú ý về cách mắc. Thứ nhất là ta phải mắc biến trở nối tiếp với đèn. Nếu ta muốn điều chỉnh độ sáng của đèn, ta muốn điều chỉnh cường độ dòng điện qua đèn thì ta phải mắc biến trở nối tiếp. Điều lưu ý thứ hai là khi ta mắc biến trở vào trong mạch thì ta phải mắc vào hai điểm A, N, tức là một đầu của cuộn dây biến trở và một điểm nối với con chạy C. Và sơ đồ mạch điện khi ta vẽ sơ đồ thì đèn phải biến trở mắc nối tiếp. Như vậy phần AC là phần dòng điện chạy qua nếu ta đóng khóa. Và tùy theo khi ta dịch chuyển con chạy xe về phía A hoặc là về phía B thì điện trở của biến trở thay đổi. Đó là ta, trước hết thì ta phải vẽ được cái sơ đồ mạch điện có biến trở. Và trên biến trở thường có ghi hai số,
20 ôm 2 ampe. Đây là một cái ví dụ biến trở này mình sử dụng trong phòng thực hành. Thì 20 ôm là gì? 20 ôm có nghĩa là điện trở lớn nhất của biến trở. Và cường độ dòng điện tối đa được phép qua biến trở là 2 ampe. Thế từ hai số nghi này ta có xác định thêm điều gì nữa hay không? Thì cái này nó liên quan đến cái phần bài tập mà lát nữa đây mình sẽ gặp. Điện trở lớn nhất của biến trở có nghĩa là gì? Là điện trở của toàn bộ cuộn dây quấn làm biến trở. Như vậy nếu ta biết điện trở xuất làm dây biến trở, nếu ta biết tiết diện của dây quấn thì ta có thể dùng công thức R bằng rho L trên S để ta tính chiều dài của dây quấn. Lúc đó R này thì các em lấy 20 ohm, tức là sử dụng cái điện trở lớn nhất của nó. Nói tóm lại, sử dụng điện trở biến trở lớn nhất ghi trên biến trở để ta tính chiều dài hoặc tiết diện hoặc điện trở xuất của dây quấn. 2 ampe nghĩa là nếu ta mắc biến trở này vào trong mạch điện mà cường độ dòng điện chạy qua biến trở này lớn hơn 2 ampe thì biến trở nó sẽ hư. Tối đa là 2 ampe. Và từ hai số ghi này các em có thể tính được hiệu điện thế tối đa đặt vào biến trở. Trong cái phần bài tập thì nó có liên quan đến cái yếu tố này. Thì nhắc lại, căn cứ vào hai số ghi trên biến trở, ta có thể tính được hiệu điện thế tối đa đặt vào biến trở. Thì đây là một cái thí nghiệm về cách sử dụng biến trở để điều chỉnh cường độ dòng điện. Thì các em thấy đây là một cái biến thế nguồn, tức là giống như một cái nguồn điện nha. Ta sẽ mắc biến trở nối tiếp với một ampe kế. Như vậy ta đang sử dụng cái biến trở này để ta xem là cường độ dòng điện chạy qua mặt điện này có thay đổi không, bằng cách kèm quan sát cái kim ampe kế. Cái kim ampe kế nó lệch sang bên phải càng nhiều thì cường độ dòng điện nó tăng lên, mà nó lệch sang bên trái, cái kim màu vàng này nó lệch sang bên trái có nghĩa là cường độ dòng điện nó giảm đi. À, bây giờ đầu tiên người ta bật biến thế nguồn lên. Như vậy con chạy của biến trở đang ở một cái vị trí xác định, và lúc này điện trở của biến trở có giá trị và ampe kế chỉ cường độ dòng điện của nó, và kim của ampe kế nó lệch sang bên phải. Bây giờ ta sẽ điều chỉnh, ta sẽ di chuyển con chạy. Nếu ta di chuyển con chạy về bên phải thì như vậy là điện trở của biến trở nó tăng lên. Và nếu điện trở biến trở tăng lên thì theo định luật ohm, điện trở của mạch cũng tăng và cường độ dòng điện qua mạch nó sẽ giảm đi. Tức là kim của ampe kế nó sẽ quay lệch về phía bên trái. Đó. Như vậy nếu ta kéo về bên kéo con chạy C dịch chuyển về phía bên bên trái thì lúc này điện trở biến trở nó lại giảm và cường độ dòng điện nó lại tăng. Thì các em xem lại một lần nữa. Và qua cái thí nghiệm này ta thấy rằng biến trở là một điện trở, nó cũng là một cái điện trở, nhưng mà biến ở đây nghĩa là biến đổi, có nghĩa là điện trở này có thể thay đổi được trị số và có thể được sử dụng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch. Như vậy cái vai trò quan trọng nhất là sử dụng biến trở để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mạch. Cho nên các em thấy ở trong thực tế, những cái thiết bị nào mà thay đổi được cái cường độ dòng điện khi mà ta đang sử dụng thiết bị đó thì chắc chắn nó có, trong thiết bị đó có biến trở. Ví dụ như là xe đạp điện ha,
hoặc là quạt điện hoặc là đèn để học bài, đèn bàn vân vân. Bây giờ ta sẽ mắc mặt điện như hình vẽ và ta đẩy con chạy xe về sát điểm N để biến trở có điện trở lớn nhất. Thì giải thích chỗ này. Khi ta sử dụng biến trở trong thí nghiệm, trong thực hành, thì để bảo đảm được biến trở không bị hư, thiết bị bóng đèn không bị hư, thì ta phải kéo con chạy xe về sát độ N. Vì sao? Lúc này nếu ta đóng khóa thì điểm trở của biến trở nó sẽ đạt giá trị lớn nhất, từ vì nó ở ngay sát độ B và dẫn đến cái điểm trở biến trở sẽ lớn nhất và điểm trở cả mặt nó sẽ lớn nhất. Vì thế cường độ dòng điện qua mặt nó sẽ nhỏ nhất và với cái cường độ dòng điện đó thì bóng đèn nó không không bị hỏng, nó không bị đứt dây tóc đó. Cho nên là để an toàn thì trước khi ta sử dụng, trước khi ta thí nghiệm thì ta phải kéo con chạy xe về sát độ N, đóng công tắc rồi ta di chuyển con chạy xe để đèn sáng hơn. Thì khi ta đóng công tắc và ta di chuyển con chạy xe thì tất nhiên là con chạy xe phải di chuyển về phía M, và khi mà nó di chuyển về phía M thì điểm trở của biến trở nó sẽ giảm đi, tại vì số vòng dây dòng điện đi qua nó sẽ giảm đi. Mà điện trở biến trở giảm đi thì điện trở của mặt nó sẽ giảm và cường độ dòng điện qua mặt nó sẽ tăng lên và đèn sẽ sáng hơn. Để đèn sáng mạnh nhất thì phải di chuyển con chạy biến trở tới vị trí nào? Tới vị trí M là đèn sáng mạnh nhất. Vì lúc này điện trở của biến trở là nhỏ nhất, dẫn đến điện trở của mặt cũng là nhỏ nhất và cường độ dòng điện qua mặt là lớn nhất. Vậy đèn sẽ sáng mạnh nhất. Như vậy, muốn đèn sáng mạnh nhất thì ta phải dịch chuyển con chạy về phía điểm M. Vì lúc đó biến trở và mặt điện có điện trở nhỏ nhất thì Y nó sẽ lớn nhất. Và ta qua được nội dung thứ ba của phần thứ nhất là ta nêu được kết luận. Như vậy biến trở có thể được dùng để điều chỉnh cường độ dòng điện trong mặt khi ta thay đổi chỉ số điện trở của nó. Một thứ tư là vận dụng. Ở câu C10 trong sách giáo khoa, một biến trở con chạy có điện trở lớn nhất là 20 ô. Dây điện trở của biến trở là dây hợp kim nicro có tiếp diện 0,5 mm vuông và được quấn đều xung quanh một lõi xứ tròn đường kính 2 cm. Tính số vòng dây của biến trở này. Và ta thấy ở câu C10 này thì cái việc tính toán nó có liên quan đến công thức mà ở chủ đề 5 các em đã học. Đó là công thức R bằng rho L trên S. Thì trong câu này thì người ta cho đường kính của lõi xứ là D, D lớn. À, đường kính của lõi xứ. Lõi xứ này là hình trụ. Làm cách nào để xác định được số vòng dây quấn? Bước thứ nhất là ta sẽ đi tính được chiều dài của dây hợp kim quấn làm biến trở. Vì trong cái phần đề bài người ta đã cho R, S và rho. Như vậy ta sẽ tính được chiều dài của dây quấn. R bằng rho L trên S, suy ra L bằng R nhân S trên rho. Em thay số. Rồi ta chú ý là trước khi ta tính thì ta phải đổi đơn vị 0,5 mm vuông bằng 0,5 nhân 10 mũ trừ 6 mét vuông. Thay số và em tính được chiều dài của cuộn dây xấp xỉ bằng 9,1 mét. Nhưng mà người ta hỏi mình là số vòng dây. Như vậy cái chiều dài và cái số vòng dây nó có liên quan gì với nhau hay không? Và thì ta lưu ý cái điểm này. Em cứ tưởng tượng khi ta dùng một sợi dây ta quấn
quanh cái lõi xứ này một vòng, thì chiều dài của vòng dây, chiều dài của một vòng dây chính là chu vi của lõi xứ, và cái chu vi của lõi xứ ở đây chính là chu vi của hình tròn. Như vậy đầu tiên ta sẽ tính được chiều dài một vòng dây quẩn, một vòng thôi, và cái chiều dài của một vòng dây này chính là chu vi của lõi xứ, là bằng pi nhân cho d. Thì chiều dài của n vòng dây sẽ là L bằng chiều dài của một vòng nhân cho số vòng. Chúng ta chú ý công thức này vì trong bài tập em sẽ còn gặp lại. Thì nhắc lại, nếu ta gọi D là đường kính của lõi xứ biến trở, N là số vòng dây quấn biến trở, thì chiều dài của sợi dây quấn là N nhân cho pi nhân d, và các em đổi cái đường kính của lõi xứ ra mét, từ cm em đổi ra mét cho nó cùng đơn vị với chiều dài. Như vậy từ đây ta sẽ tính được số vòng dây, L bằng N nhân cho pi d, từ đó ta suy ra N bằng L chia cho pi d, xấp xỉ bằng 145 vòng. Khi ta tính chiều dài là tính theo đơn vị là mét, thì cái đường kính của lõi xứ cũng phải tính theo đơn vị mét, cho nên em phải đổi ra mét. Như vậy là ta đã qua được phần thứ nhất, ta đã tìm hiểu được cấu tạo hoạt động của biến trở. Các phần nội dung thứ hai của chủ đề sau đó là bài tập bình luận ôn và công thức tính điện trở của dây dẫn ở trong sách giáo khoa, thì đó là bài 10. Thì trong cái phần bài tập này ở trong sách thì có 3 bài, thì lần lượt ta sẽ xét từng bài một, đơn giản từ đơn giản đến khó hơn. Ở bài 1, một dây dẫn bằng micro dài 30 m, tiếp diện 0,3 mm² được mắc vào điện thế 220 V, tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này. Như vậy bài này có liên quan đến hai nội dung kiến thức. Thứ nhất là liên quan đến công thức của định luật ôm I bằng U chia R, và thứ hai là công thức của điện trở dây dẫn. Như vậy ta muốn tìm I, ta đã có U thì ta sẽ tính R. Trước hết thì em phải đổi đơn vị S từ mm² ra m², lấy 0,3 nhân cho 10 mũ âm sau. Dây nichrome tra bảng điện trở xuất thì rho sẽ bằng 1,1 nhân 10 mũ 6 ohm mét. Như vậy bước thứ nhất ta tính điện trở của dây dẫn, R bằng rho L chữ S, kết quả là 110 ohm. Em thay số 1. Rồi ta áp dụng định luật ôm, em tính được cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn là 2 A. Sang bài số 2. Một bóng đèn khi sáng bình thường có điện trở R1 bằng 7,5 ohm, và cường độ dòng điện chạy qua đèn khi đó là 0,6 A. Bóng đèn này được mắc nối tiếp với một biến trở và chúng được mắc vào điện thế U bằng 12 V. Ở câu A, phải điều chỉnh biến trở có chỉ số điện trở R2 là bao nhiêu để bóng đèn sáng bình thường. Câu B, biến trở này có điện trở lớn nhất là RB bằng 30 ohm, với cụ dây dẫn được làm bằng hợp kim nickelin có tiếp diện S bằng 1 mm². Tính chiều dài L của dây dẫn dùng làm điện trở này. Thì ở bài số 2 thì nó lại liên quan đến đoạn mạch mà các em đã học, đó là đoạn mạch nối tiếp. Thì đoạn mạch này gồm bóng đèn và biến trở mắc nối tiếp nhau.
Như vậy ta phải biết vận dụng lại các công thức tính chất của động mạch đô thị. Đây là cái sơ đồ mạch điện, biến trở và đèn mạch đô thị. Rồi, giờ ta coi lại cái phần tóm tắt. Điện trở của đèn là 7,5 ohm và cường độ dòng điện qua đèn khi sáng bình thường là 0,6 ampere. Hiệu điện thế U bằng 12 V. Tiết diện của dây cuốn biến trở là 1 mm vuông. Dây cuốn biến trở làm bằng hợp kim nickelin. Câu A, tính điện trở R2 của biến trở để đèn sáng bình thường. Và câu B, cho biết điện trở lớn nhất của biến trở bằng 30 ohm, tính chiều dài của dây cuốn. Thì nhìn vào cái tóm tắt này ta thấy có U có Y thì như vậy muốn tính giá trị R2 của biến trở thì ta sẽ tính được điện trở tương đương của toàn mạch. Toàn mạch ở đây là gồm biến trở và đèn. Ta tính được R tương đương bằng U trên Y. Khi Y bằng 0,6 ampere là cường độ dòng điện qua đèn khi sáng bình thường. Như vậy cái điện trở tương đương này là điện trở tương đương của mạch khi đèn sáng bình thường. Là cho nên là cái Y đèn nó bằng với Y, Y mạch. Có R tương đương, có R1 là điện trở của đèn, thì ta tính được giá trị điện trở R2. R tương đương bằng R1 cộng R2. Từ đó ta suy ra R2 và các em thay số. Vậy R2 bằng 12,5 ohm. Như vậy ở câu A này thì dạng bài tập về động mạch nối tiếp em cũng đã làm rồi. Ở câu B, tính chiều dài của dây cuốn biến trở. Thì đến đây thì nhiều em nếu ta không hiểu bài thì ta sẽ lúng túng. Muốn tìm chiều dài thì phải có R. Như vậy điện trở tương đương là 20 ohm, điện trở của đèn là 7,5 ohm, điện trở R2 của biến trở là 12,5 ohm, rồi điện trở lớn nhất của biến trở là 30 ohm. Như vậy ta biết lấy giá trị điện trở nào để ta tính chiều dài của dây cuốn. Thì như phần hồi nãy thầy đã nói, phần ý nghĩa suy đó, muốn tính chiều dài hoặc tiết diện hoặc điện trở suất của dây cuốn biến trở thì ta phải dựa vào điện trở lớn nhất của biến trở. Và đề bài người ta đã cho biết điện trở lớn nhất bằng 30 ohm. Như vậy ta lấy giá trị này để em tính chiều dài của dây cuốn. Chứ không phải là ta lấy giá trị R2. R2 chỉ là điện trở của phần biến trở một phần nào thôi. Ví dụ như là cái phần màu đỏ này là cái điện trở R2 thôi. Và khi đó là đèn sáng bình thường. Còn khi tính chiều dài thì ta phải lấy cái điện trở toàn bộ của cụ dây cuốn. Và điện trở của toàn bộ của dây cuốn này chính là điện trở lớn nhất của biến trở. Thay vào công thức thì ta tính được chiều dài là 7,5 mét. Ở bài số 3 thì cho một cái sơ đồ. Sơ đồ này gồm có hai đèn mắc song song. Điện trở của mỗi đèn là R1, R2 bằng 9, 900 ohm, kèm sửa lại. Dây nối từ hai cực cuộn điện đến hai đầu đạo mạch AB có chiều dài 200 m. Tiết diện 0,2 mm vuông làm bằng đồng. Cho biết hiệu điện thế UMN bằng 220 V. Câu A, tính RMN, tức là điện trở của mạch. Và câu B, tính hiệu điện thế của mỗi đèn. Thì trong cái bài này em chú ý một cái chi tiết là người ta cho dây nối từ M đến A, N đến B có chiều dài tổng cộng 200 m, được làm bằng đồng có tiết diện. Thì với cái chi tiết này thì mình phải hiểu được là điện trở của dây nối từ MN đến AB có giá trị khác không. Điều này nó khác với những cái bài tập mà Ken đã làm. Những bài tập mà Ken đã làm ở trong đoạn mạch nối tiếp, đoạn mạch song song thì thường người ta bỏ qua điện trở của dây nối.
Cho nên phải chú ý cái chỗ này. Trong bài tập này, người ta không bỏ qua điểm trở của dân nói. Nên khi tìm điểm trở tương đương của toàn mặt, ta phải tính đến điểm trở của dây nối. Và ta xem như dây nối mắc nối tiếp với hai bóng đèn. Vậy cái mặt điện này là mặt điện mắc hỗn hợp. Một cái lưu ý thứ hai là tính cái điện thế mỗi bóng đèn. Thì ta biết hai bóng đèn này mắc song song với nhau. Nên các em phải tìm được cường độ dòng điện qua mặt. Rồi từ đó các em tính được hiệu điện thế của đoạn mạch song song, tức là đoạn mạch AB. Và hiệu điện thế này chính là hiệu điện thế của mỗi đèn. Đấy, bây giờ ta sẽ làm theo trình tự như sau. Trước hết là ta sẽ đi tính điện trở của đoạn mạch AB. Và các em dùng công thức mạch song song để các em đi tính. Như vậy điện trở vào mặt AB gồm hai đèn mắc song song bằng 360 ohm. Bước thứ hai là các em phải tính được điện trở của dây nối với các yếu tố người ta cho và dùng công thức R dây bằng rho L trên S. Em thay vào và ta tính được điện trở dây nối là 17 ohm. Dây nối và đoạn mạch AB mắc nối tiếp nhau. Như vậy, điện trở tương đương của đoạn mạch MN sẽ là RMN bằng RAD cộng cho R dây. À, kết quả là bằng 377 ohm. Đó là câu A. Trên câu B. Sau khi ta tính được RMN bằng 377 ohm thì để tìm được hiệu điện thế của mỗi đèn, tức là hiệu điện thế của đoạn mạch AB, thì các em phải tính được cường độ dòng điện qua mạch chính, tức là qua mạch MN. I là I mạch chính, mà IMN cũng chính là IAB, vì đoạn mạch AB và dây nối mắc nối tiếp nhau, như vậy I có giá trị như nhau. Cho nên thầy ghi là I bằng IAB bằng IMN bằng UMN chia cho RMN. Và như vậy là ta đang áp dụng định luật ohm cho đoạn mạch MN. Và như vậy các em thấy là viết phải đúng thứ tự UMN chia cho RMN. 220 chia cho 377 xấp xỉ bằng 0,584 amp. À, lúc này hiệu điện thế của đoạn mạch AB là UAB bằng IAB nhân cho RAD. Vì IAB bằng I, ta thay số, xấp xỉ bằng 210 V. Đó là hiệu điện thế của đoạn mạch AB, đoạn mạch song song. Như vậy hiệu điện thế của mỗi đèn là U1 bằng U2 bằng UAB bằng 210 V. Thầy sẽ chia sẻ các em thêm hai bài nữa để các em hiểu được các dạng bài tập có liên quan đến biến trở. Một bóng đèn có ghi 6V 0,5A mắc nối tiếp với một biến trở con trạng. Để sử dụng với nguồn điện có hiệu điện thế không đổi bằng 9V. Đầu tiên, người ta điều chỉnh biến trở đến giá trị RB bằng 18 ohm. Và các em hãy thực hiện phép tính, từ đó nêu nhận xét về độ sáng của đèn. Độ sáng của đèn nó sẽ có những cái trường hợp xảy ra. Thứ nhất là đèn sáng bình thường, đèn sáng mạnh và đèn sáng yếu hơn. Như vậy khi nào đèn sáng bình thường? Khi mà hiệu điện thế của đèn bằng 6V, khi mà cường độ dòng điện qua đèn bằng 0,5A. Những cái số ghi ở trên bóng đèn này ở lớp 7 các em đã học, đó chính là những giá trị định mức. Những giá trị định mức. Còn nếu mà hiệu thế của đèn nó lớn hơn 6V thì đèn nó sáng mạnh và nó sẽ bị cháy bóng. Hoặc là hiệu điện thế của đèn nó nhỏ hơn 6V thì đèn nó sẽ sáng yếu đi. Ở câu B,
Ngược lại với câu A, phải điều chỉnh biến trở có giá trị bao nhiêu, điều chỉnh điểm trở của biến trở có giá trị bao nhiêu để đèn có thể sáng bình thường. Trước hết thì ta sẽ đi tính cường độ dòng điện qua đèn. Cường độ dòng điện qua đèn này là cường độ dòng điện qua đèn khi mà ta điều chỉnh biến trở bằng 18V, chứ không phải là cường độ dòng điện qua đèn là 0,5A. Tại vì ở câu A người ta nói mình là nhận xét về độ sáng của đèn, tức là người ta chưa cho mình biết đèn có sáng bình thường hay không mà người ta hỏi mình. Vì thế mình phải tính cường độ dòng điện qua đèn khi nào? Khi mà điện trở biến trở bằng 18V. Như vậy qua sơ đồ này ta thấy là biến trở và đèn mắc nối tiếp nhau. Như vậy trước hết từ hai số nghĩa này ta sẽ tính được điện trở của đèn. R đèn, ta lấy U định mức chia cho I định mức bằng 12 ohm. Biết được điện trở của đèn, biết được điện trở của biến trở đang là có giá trị là 18 ohm, thì ta tính được điện trở tương đương, R tương đương bằng R đèn cộng R biến bằng 30 ohm. Và từ đây ta tính được cường độ dòng điện qua động mạch, I bằng U chia R tương đương bằng 0,3 A. Như vậy khi người ta điều chỉnh biến trở sao cho điện trở biến trở là 18 ohm, thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch cũng chính là qua đèn, vì đây là đoạn mạch mắc nối tiếp, bằng 0,3 A. Và bây giờ ta mới so sánh với cường độ dòng điện định mức của đèn, tức là ta dựa vào cái số ghi ở trên ta mới so sánh. Vì cường độ dòng điện qua đèn bé hơn cường độ dòng điện định mức, cường độ dòng điện qua đèn thực tế là 0,3 A, nhỏ hơn 0,5 A. Như vậy kết quả là đèn sẽ sáng yếu. Đó. Như vậy ở câu A là nhận xét về độ sáng của đèn, thì ta phải nhận xét được đèn sáng bình thường hay đèn sáng mạnh hay là đèn sáng yếu. Và muốn nhận xét cái điều này thì ta phải thực hiện một loạt phép tính. Câu B thì ngược lại. Như vậy ở câu A thì đèn sáng yếu này. Bây giờ muốn cho đèn sáng bình thường thì điện trở của biến trở phải có giá trị bao nhiêu? Cái điện trở của đèn là 12 ohm. Hiệu điện thế của động mạch AB bằng 9V, có giá trị không đổi. Bây giờ ta sẽ đi tìm cái điện trở RX của biến trở để đèn sáng bình thường. Thì tại cái điều kiện này các em phải chú ý, như nãy thầy nói, muốn cho đèn sáng bình thường thì cường độ dòng điện qua đèn phải đúng bằng cường độ định mức của đèn bằng 0,5 A. Từ đây ta tính được điện trở tương đương U chia Y, hay gọi là R phẩy bằng 18 ohm, và ta tính được điện trở của đèn, ta đã tính được điện trở của đèn bằng 12 ohm ở câu trên. Từ đó ta tính được điện trở của biến trở để đèn sáng bình thường, RX bằng R tương đương lúc sau trừ cho R đèn, và kết quả là bằng 6 ohm. Như vậy muốn cho đèn sáng bình thường thì ta phải điều chỉnh điện trở biến trở bằng 6 ohm. Cách khác, ta muốn tìm RX thì ta có thể có một cái cách như sau. Ta tính được từ cái số ghi ở trên đèn là 6V 0,5A, thì ta phải xác định được hiệu điện thế ở hai đầu bóng đèn khi sáng bình thường là 6V. UAB bằng 9V, như vậy ta tính được hiệu điện thế ở hai đầu biến trở bằng công thức U bằng UX cộng cho U đèn. Từ đó ta suy ra UX thay số, tính được UX bằng 3V. Cường độ dòng điện qua biến trở cũng chính là cường độ dòng điện qua đèn khi sáng bình thường, vì đèn và biến trở mắc nối tiếp nhau, bằng 0,5 A. Như vậy có UX, có IX, ta tính được điện trở của biến trở bằng 6 ohm.
Như vậy qua cái bài này thầy muốn nói với em này là cái biến trở là một điểm trở có thể thay đổi được giá trị, nhờ đó nó thay đổi được cường độ dòng điện trong mạch. Và qua cái bài này em thấy điểm trở của biến trở khi nó thay đổi thì y nó khác nhau. Ở câu A, đèn nó sáng yếu là do điện trở có giá trị là 18 ô, và muốn cho đèn sáng bình thường thì mình phải điều chỉnh cường độ dòng điện y, và lúc này R biến sẽ bằng 6 ô. Một bài nữa, giữa hai điểm AB của mạch điện, hiệu điện thế không đổi bằng 12 V, có mạch nối tiếp một điện trở R và một điện trở con chạy, và trên điện trở này có ghi 20 ô hoặc ampe. Nêu ý nghĩa số ghi trên điện trở, tính điện trở xuất. Và câu C, và di chuyển con chạy đến vị trí mà điện trở của điện trở tham gia vào mạch điện lớn nhất, khi đó thì điện thế hai đầu R đo được 7,2 V, tính điện trở R. Thì ở câu A và câu B là những câu cơ bản. Ở câu A thì nó nằm trong nội dung lý thuyết, còn câu B là câu áp dụng công thức để tính điện trở xuất. Tôi tóm tắt. Tiết diện là mm vuông, em đổi là mét vuông. Ý nghĩa số ghi à, thì trong cái phần lý thuyết thầy có nhắc rồi, điện trở lớn nhất của biến trở bằng 20 ô và 1 ampe là cường độ dòng điện lớn nhất được phép qua biến trở. Ở câu B, tính điện trở xuất của chất làm dây biến trở à, thầy đã nói muốn tính chiều dài tiết diện hoặc điện trở xuất của dây quấn làm biến trở thì ta phải dựa vào số ghi trên biến trở, cụ thể là ta dựa vào cái điện trở lớn nhất là 20 ohm để canh tính. Từ công thức RB bằng rho n trên s, ta suy ra l à, ta suy ra rho bằng RB nhân s chia cho l. Ta lấy RB lớn nhất là 20 ohm nhân s 0,1 trên 10 âm 6, chiều dài là 5 mét. Như vậy rho ta tính ra được là 0,4 nhân 10 mũ trừ 6 ohm mét. Và nếu em tra bảng em thấy cái dây dẫn làm biến trở này, quấn làm biến trở này là hợp kim nickelin. Ở câu C, tính giá trị điện trở R, thì cái câu C này nó liên quan đến việc vận dụng bình luận ohm cho đoạn mạch mắc nối tiếp. Thì ta thấy U mạch là 12 V và người ta cho biết là UR là 7,2 V. Như vậy có U mạch, có UR đúng không? Thì ta sử dụng công thức đoạn mạch nối tiếp. Ta tính được thì điện thế ở hai đầu biến trở U biến cộng cho UR bằng U, như vậy suy ra U biến bằng U trừ cho UR bằng 4,8 V. Đây. Và trong cái bài này, trong cái đề bài này người ta nói di chuyển con chạy đến vị trí mà điện trở của biến trở lớn nhất. Như vậy khi điện trở của biến trở đạt giá trị lớn nhất thì lúc đó điện trở biến trở bằng bao nhiêu ohm? Thì chỗ này mình phải khẳng định, em phải nhận xét được cái ý này. Điện trở biến trở tham gia vào mạch điện lớn nhất khi nào? Khi con chạy xe nằm ở sát cái đầu bên phải này, hoặc là khi điện trở của biến trở có giá trị lớn nhất bằng 20 ohm. Đó. Như vậy ta sử dụng cái RB này bằng 20 ohm để ta tính được giá trị điện trở R. Như vậy chiều điện thế của biến trở bằng 4,8 V, RB bằng 20 ohm, như vậy ta tính được cường độ dòng điện qua biến trở bằng cách áp dụng bình luận ohm cho biến trở bằng 0,245 A. Cường độ dòng điện qua mạch hay là qua R, vì đây là đoạn mạch mắc nối tiếp, cũng bằng 0,245 A. Như vậy có IR bằng 0,245 A,
có UR thì ta tính được điện trở, giá trị của điện trở R bằng bao nhiêu ohm. Như vậy là thầy đã chia sẻ với các em ba bài tập trong sách giáo khoa và thêm hai bài để các em hiểu rõ hơn về dạng bài tập liên quan đến biến trở. Thì phần dặn dò của thầy là các em về nhà ôn lại kiến thức của các bài 7, bài 8, bài 9, bài 10. Chưa kể là các em cũng phải nhớ lại định luật ôm, đặc điểm của động mạch nối tiếp song song. Vì những cái bài tập này nó đều có liên quan mật thiết với nhau. Các công thức, các tính chất của từng bài nó được liên hệ với nhau. Làm thêm các bài tập thầy đã giao trong tuần năm. Đó là bài tập về sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn. Và thầy sẽ giao thêm một vài bài tập có liên quan đến điện trở. Và trong tuần tới thì các em sẽ thực hiện làm một cái bài tập trắc nghiệm. Thì nội dung của bài tập trắc nghiệm đó là sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào chiều dài, tiếp diện và vật liệu làm dây. Tức là nội dung kiến thức của bài 7, bài 8, bài 9. Và có biến trở trong cái nội dung này. Rồi, cái tiết học đêm nay đến đây là hết. Thầy chào các em.